ông Harlan McFoon, 66 tuổi, đang chiến đấu với COVID và phải nhập viện 8 ngày nay. Bác sĩ của ông, ông Sunil Kumar, giám đốc bộ phận ICU của Broward Health, bày tỏ sự thất vọng khi số lượng bệnh nhân COVID tăng gấp 3 lần trong 10 ngày qua. Đây là một đợt bùng dịch hoàn toàn không nhất thiết xảy ra. Đến thời điểm này, COVID là một căn bệnh hoàn toàn phòng ngừa được, đúng không? Ý tôi là chúng ta có vắc-xin tốt và nếu bạn chích vắc-xin, chúng ta có thể ngăn ngừa điều này. Chúng ta có thể ngăn chặn những ca tử vong. Các phóng viên đã phải mặc đồ bảo hộ để nói chuyện với ông Maxine. Ông Maxine, cha của bốn người con từ trước đến nay chưa bao giờ bệnh nặng đến vậy. Một bác sĩ cho biết tình trạng của ông ấy đã cải thiện được một chút. Tôi chắc chắn rằng gia đình tôi rất lo lắng và họ đang cố gắng. Tôi cũng đang cố gắng để khỏe mạnh trở lại. Ông Macthun đến bệnh viện với tình trạng viêm phổi. Ông ấy gần như phải sử dụng máy thở. Ông ấy chưa được tiêm phòng. Nếu tôi có thể khuyên mọi người bất kỳ điều gì, thì đó là hãy đi tiêm phòng. Bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ nhiễm bệnh. Bạn biết đấy, tôi đã từng hoài nghi. Ông ấy không đơn độc. Bác sĩ Kumar cho biết mọi bệnh nhân COVID của ông đều chưa được tiêm vaccine nhiều bệnh nhân ở trong khoa icu này họ đã hỏi tôi bác sĩ có thể tiêm vaccine cho tôi bây giờ không thời điểm này đã quá muộn nhưng đúng họ đang hối hận về quyết định của mình ông harlan mcphill đã gọi điện cho gia đình thúc giục họ chích ngừa dù cơ thể tôi đã khỏe hơn một chút nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm khác đi tôi chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa